Qua trời, chen chúc nhau, người nào mà nói mùa hôi mùa kê rồi, dễ nhảy luôn. Khu en của chúng ta. À, cái thông này hôm trước đó, chính xác của nó là chiều cao là gần 35m, 2.349 chiếc nông lá. Đến đông quá trời đông nè, quá trời đông người luôn. Hàng ngàn người đủ lượt kéo về đây để mà thăm chiêm ngưỡng cây thông cao nhất Việt Nam, đang xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam. Ở ngoài người ta đủ lượt thì kéo đến này, bây giờ đến nhà thờ là chen chân không lọt luôn. À, xin mến chào quý cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà thờ Hà Phát thuộc giáo phận Sơn Lộc, giáo hạt Hồ Nai. Hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2020. Sau hôm Noel tới giờ, nhà thờ Hà Phát vẫn thu hút một lượng khách đến đây khá là đông. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, quá trời đông mọi người ơi. Có một số người vô tham quan xong ra về, cũng một số người đang ở đường xe đến sau và vô nhà thờ tham quan. Thì hồi nãy mình bên ngoài mình gửi xe, cái khu gửi xe bên ủy ban nhân dân, quá trời đông xe. Hôm nay nhà thờ đông người lắm, đến đây ta tham quan, ta chụp hình làm lưu niệm nè. Còn có một số người thấy xe được YouTube rồi xem được trên mạng nên ra tò mò đến xem. Nay rất là đông. Đây là khung cảnh xung quanh nhà thờ Hà Phát nè, người dân ta là lũ lượt ta kéo đến nhà thờ quán đến tham quan mọi người. Đây quay một số hình ảnh chia sẻ đến với cô chú anh chị và các bạn vào ngày 26 tháng 12 tại nhà thờ Hà Phát nha mọi người. Nhà thờ Hà Phát hôm nay ta bắt nhạc lớn quá. Đây dân ta đến đông, trời đông, ngắm đèn rồi, chụp hình rồi. Đó, ai cũng đứng dưới cây thông. Bây giờ mình sẽ vô nhà thờ Hà Phát để quay chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh về nhà thờ Hà Phát sau đêm Noel. Đó, bữa nay ngày 26 tháng 12 năm 2020. Nè mọi người, nhà thờ Hà Phát thuộc giáo phận Sơn Lộc. Bữa nay trên sân khấu người ta hát hò nhiều. Bữa nay đông quá. Bữa nay mình dẫn gia đình mình, vợ con người với bà rồi đến nhà thờ Hà Phát để tham quan. Qua trời, chen chúc nhau, người nào mà nói mùa hôi mùa kê rồi, dễ nhảy luôn. Đông. Hai cũng cầm trên tay mình một cái phone để chụp này. Đây là cây thông Noel của chúng ta. Cây thông này hôm trước chính xác của nó là chiều cao là gần 35m, 2.349 chiếc nón lá. Năm sau cha nhà thờ sẽ tăng cái chiều cao của cây thông to lên tối đa là 40m, chắc gần 3.000 chiếc nón lá mọi người. Mọi người thấy không? Đến đông quá trời đông nè, quá trời đông người luôn. Hàng ngàn người đủ lượt kéo về đây để mà thăm chiêm ngưỡng cây thông cao nhất Việt Nam, đang xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam với chiều cao khoảng gần 34m, hơn 1.349 lá. Đấy, cây thông được làm bằng chiếc lá cao nhất Việt Nam, quá đẹp luôn mọi người nha, quá đẹp. Đây, ở nhà thờ Phát bây giờ trang trí những cái đèn lồng từ trên những cái cây cao xuống này. Đây là những cái cây xanh nhà thờ. Quá trời đông luôn. Rồi ở phía kia là Đại Đức Mẹ. Trên đó là Đại Đức Mẹ. Rồi đi dạo một vòng cho mọi người cùng xem nha. Ở đây là đền Thánh Martin. Rồi ở ngoài người ta lũ lượt kéo đến này. Bây giờ đến nhà thờ là chen chân không lọt luôn. Quá đông, quá đông. Đông vui lắm mọi người ơi. Quý cô chú anh chị và các bạn đang xem những hình ảnh này trên kênh Nguyễn Hải Âu Official. Cô chú anh chị xem kênh nhớ ủng hộ mình bằng nút like, đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Đây là quang cảnh xung quanh nhà thờ giáo xứ Hà Phát đêm 26 tháng 12 năm 2020. Mình cứ nghĩ là sau đêm Noel ngày 24 tháng 12 năm 2020 thì người dân người ta sẽ ít đến đây để mà vui chơi thế này. Không ngờ cái sức hút của
nhà thờ Hòa Phát và cái cây thông của chúng ta lại thu hút rất nhiều người dân đến đây để vui chơi, để ngắm đèn, để chụp hình lưu niệm. Mọi người thấy không, ai cũng cầm chiếc tay phone để mà chụp hết chứ. Đây là cái cây thông Noel của chúng ta, có chiều cao của nó là 35m mọi người. Cái đường kính vòng tròn lớn nhất là khoảng 12,5m. Mọi người thấy không, quá là tuyệt vời. Bữa nay đông quá thì mà đông mọi người ơi. Đây là ngày thứ bảy cuối tuần nữa, rất là đông. Năm ngoái mọi người, cái cây thông làm bằng chiếc nón lá này đã thu hút hơn 10.000 người đến xem trong một đêm. Trong số đó là có nhiều người đến từ các tỉnh Long An nè, Cần Thơ nè, Lâm Đồng. Và nhà thờ đã huy động khoảng hơn 40 người để giữ gìn trật tự và đảm bảo an ninh cho khu vực. Đây mọi người thấy không, trang trí rất là công phu luôn, đèn lên rất là đẹp. Đây, còn đây là cái phía cái lễ đường đó mọi người. Đây, ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Đây, rất nhiều người đến đây để mà chụp hình lưu niệm, chiêm ngưỡng cái hang đá tuyệt vời cả ở cái lễ đường này. Đây mọi người thấy không, bữa nay mình đến đây mình quay, mình chia sẻ lại đến quý cô chú anh chị và các bạn cái quan cảnh của nhà thờ Hòa Phát sau cái đêm Noel đi nha mọi người. Gần còn cái hình này là cái hình, cái bức phong này là kỷ niệm cây thông Hòa Phát tròn 3 tuổi, Merry Christmas. Mọi người thấy không, 3 năm nha. Năm 2018 thì cái cây thông cao khoảng là có 25m thôi. Qua năm 2019 thì cây thông lên cao gần khoảng 30m. Còn Giáng sinh năm 2020 năm nay thì cây thông là đạt chiều cao của nó là 35m. Năm sau cha nhà thờ sẽ cho cái cây thông này lên mức tối đa là 40m nha mọi người. Còn cái đây là mình thấy cái hang đá đẹp quá, thì mình vào bên trong mình khám phá cái hang đá này coi xem như thế nào nha mọi người. Cái phía này là có cái đường lên cái lễ đường nè. Đây cũng trang trí hang đá rất là cầu kỳ và công phu luôn. Đây người dân, người ta rất là đông người đến đây để mà chiêm ngưỡng rồi chụp hình dưới tượng của Chúa nè. Đây mình quay một số hình ảnh chia sẻ cho mọi người nha. Đây, đây người dân, người ta đến người ta chụp hình nè. Rồi cái ngôi nhà của Chúa phía trên đó, các bạn nhỏ leo lên tới trên chụp hình luôn kìa, quá là vui luôn. Đây thu hút rất nhiều bạn nhỏ luôn. Hay bữa nay người ta dẫn gia đình người ta đến đây chơi đông lắm, mình cũng vậy, mình cũng hôm nay mình cũng vẫn vợ con mình, mẹ mình đến đây để tham quan rồi chơi ở đây. Còn ở đây là cái đài đền Thánh Tự Đạo Việt Nam. Đấy, cái ngôi đền này cũng phía trên nó trang trí những cái đèn led nè, cái đèn xung quanh rất là đẹp. Đây là một số hình ảnh chia sẻ về cái đền Thánh Tự Đạo Việt Nam ở đây. Còn ở đây là cái hướng lên 12 vị tông đồ. Ở đây có phía trước đây có cái thùng quyên góp này mọi người, xin thương giúp con trang trải nợ nần. Đây bây giờ mình sẽ đi lên cái này để mà lên chơi phía trên, rồi mình quay xuống quang cảnh phía dưới nhà thờ cho mọi người cùng xem. Ở đây thì có cái bức tượng của cha Diệp ngồi ở đây đó. Dựng cha Diệp, cha Diệp thì ở hộp phòng rất là lớn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên nha mọi người, đã chen chúc nhau rồi đi nè, đông quá thì đông. Đi nãy giờ mình quay quay hết ít thôi nhưng mà cũng tốt mồ hôi hết trơn. Đông vui nhưng mà nó cũng hơi mệt. Sau một hồi chen chúc thì mình cuối cùng mình cũng đã lên được trên tới đây. Trên bên phía bên tay phải mình là tượng thờ núi Chúa Kitô. Còn phía bên tay trái mình, cái hướng mình đang đi là thờ 12 vị tông đồ. Còn đi cái cuối cái đường này là đến núi thờ Đức Mẹ Maria. Chị thông báo, mẹ Nguyễn Thị Lý đang ở đâu, có con Nguyễn Tiến Dũng và áo vàng đang ở phòng máy trước, năng đá năng kể. Xin nhắc lại, mẹ Nguyễn Thị Lý.
có con là Lý Tiến Dũng mặc áo vàng đang ở phòng máy. Xin mẹ ở đâu hãy về phòng máy làm bài. Ở phía nhà thờ người ta thông báo là có mấy bạn nhỏ đi lạc cha mẹ, bởi vì chỗ đông người á, mọi người nếu mà dẫn con cái đi theo mà con nít thì nó hiếu động, nó hay nghịch, nó hay chơi, hay tò mò nữa, cho nên ra là mình đi chơi, mình chụp hình hoặc là mình tham quan thì mình cũng phải để mắt đến con cái của mình chứ, để đi lạc vậy rồi nó khóc tội nghiệp của nó, thấy thương quá, biết sao nữa, biết có tìm đi được không. Hôm nay đây là hai bạn nhỏ của mình, hôm nay mình dẫn hai bạn nhỏ của mình với vợ mình với mẹ mình đi chơi nè mọi người. Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại cái cây thông Noel làm bằng chiếc nón lá của chúng ta. Đấy, để làm được cái cây thông này nhà thờ cũng mất khoảng 3 tháng trời gồng gã đó mọi người, để làm được cái cây thông này. Rồi, còn đây là một số hình ảnh mình chia sẻ với quý cô chú anh chị các bạn là dưới gốc cây thông nè mọi người. Đây là dưới gốc cây thông nhìn lên thì mỗi một chiếc nón lá thì sẽ có một trái trâu và một cái bóng đèn đi theo. Đó, công trình rất là quy mô và hoành tráng. Rồi, đây một số hình ảnh chia sẻ về nhà thờ giáo xứ Hòa Phát đêm 26 tháng 12 năm 2020. Mình muốn gửi đến quý cô chú anh chị các bạn gần xa. Video đến đây chắc mình xin tạm dừng video ở đây mọi người. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một mùa Giáng sinh, một năm mới thật là an lành, thật là thành công, nhiều may mắn trong cuộc sống. Nếu các bạn và quý cô chú nào mà chưa có đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình bằng nút like, đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video.